Đây bên này nè. Kita. Tại bên này nè. Nó cái đất vô cái là nó lè ra liền. Ủa nó thức ăn của nó là nó không có lè. Ăn rồi đó. Đó. Con này vẫn chưa được ăn nè. Còn nó ăn mà. Ăn cái đất của nó là nó lè ra.
Đây, con đang ăn bị mắc nghẹn. Nó mềm quá, thức ăn lại nó mềm quá lại không ăn nữa, nó đang bị mắc nghẹn rồi. Đấy, như con cái con này nó nhìn như là con rồng đất ấy. Nó nhỏ. Hai con mình mới mua đây. Và một con màu vàng ở đây. Đèn ra nó bị chói. Màu nó nhẹ đó nhưng bị chói. Con này thì cái màu nó hồng, dáng nó rất là đẹp luôn. Mắt đen này nó. Con mà Arubino thì mắt nó màu đỏ, con mà con UC này thì cái mắt nó màu đen. Anh có cái bình xịt nước không? Mình có một con màu đen nữa, không biết là. À, mình đang nuôi thử cái này nó cho trong cái đất thủy sinh á. Mấy con này nó ăn vào mấy cái đất này nó biết à, nó lè ra liền, nó không ăn à. Nên là mỗi lần mà mình ăn á, thì mỗi lần mình cho nó ăn á thì mình sẽ phải mớm cho nó, còn không thì mình cho nó vô trong cái hồ riêng để cho nó ăn à. Mình cũng đang thử nuôi trong cái hồ thủy sinh này. Thường thì không nên nuôi vô trong cái đất này tại vì nó sẽ nhầm lẫn vào thức ăn của nó mà nó ăn. Thì nói nhưng mà nó biết nó ăn thì nó sẽ lè ra liền này, nó nhè ra liền, nó không có nuốt. Vì cái vị của nó với vị thức ăn là nó khác nhau hơn. Đây mình có hai con màu vàng thì cũng đẹp này. Con màu này thì này của mình thì nó hơi nhỏ đây. Đang đi. Con này nãy giờ nó đi nãy giờ. Nó bỏ luôn con giọt. Đi chắc cái kiếm thức ăn này leo này. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip mình mua hai con kỳ nhông mới. Và đây là cái hồ mới của mình. Mình mới chuyển nhà nên là mình mới mua cái hồ. Trước mình ở cái nhà cũ. Nhầm qua ở nhà mới này thì mình mới mua cái hồ 90 này, nó to, nó rộng, nó dễ. Mà mình nuôi bằng thủy sinh đó, mình đang rồi ngồi thủy sinh ấy nó rộng rãi, nó có cái hang trú, nó thích như đâu nó sẽ ở đâu. Này.
Ok, và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này của mình xin. Nó ngáp kìa. Nó vừa ngáp xong, nó ngáp to luôn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.